Thanh Sơn khiến khán giả nhận không ra khi khoe diện mạo khác lạ. Thanh Sơn là diễn viên thực lực của màn ảnh nhỏ Vbiz. Nam diễn viên ghi điểm bởi diễn xuất biến hóa đa dạng cùng vẻ ngoài bảnh bao. Mới đây, Thanh Sơn gây bất ngờ khi khoe diện mạo khác lạ. Trong đó, chỉ với một thay đổi nhỏ trên gương mặt, sao nam 11 tháng 5 ngày đã khiến khán giả suýt nhận không ra. Theo đó, trên trang cá nhân, Thanh Sơn chia sẻ bức ảnh mới được chỉnh sang màu trắng đen. Nam diễn viên đeo kính râm mang đến cảm giác bí ẩn. Góc chụp cận khoe chọn những đường nét hoàn hảo, xương quai hàm sắc lẹm của Thanh Sơn. Góc nghiêng cực phẩm với sống mũi cao của nam thần khiến dân tình không khỏi suýt xoa. So với hình ảnh đã gây dựng trước đó, Thanh Sơn trông vẫn rất lãng tử, đầy thần thái. Điểm khác biệt lớn nhất của Thanh Sơn ở lần xuất hiện này, đó chính là bộ râu rậm rạp của anh. Còn nhớ hồi đóng Gia đình mình vui bất thình lình, mình yêu nhau bình yên thôi, hay khi tham gia các sự kiện gần đây, nam diễn viên hiếm khi để râu. Chính vì vậy, tạo hình mới của Thanh Sơn khiến khán giả không khỏi thích thú. Trên các diễn đàn, khán giả dự đoán đây là tạo hình của Thanh Sơn trong dự án mới. Bên cạnh đó, không ít người đùa rằng nam diễn viên quên cạo râu hoặc muốn thay đổi sang hình ảnh lãng tử, trưởng thành hơn. Sau thời gian hoạt động tích cực ở mảng truyền hình, Thanh Sơn vừa trở về sân khấu kịch, hội ngộ nhiều đồng nghiệp đình đám. Trên trang cá nhân, nam diễn viên tiết lộ anh đảm nhiệm vai trò nhiếp ảnh gia cho các đồng nghiệp tại sân khấu. Một trong những ngôi sao đình đám từng bùng nổ nhan sắc dưới ống kính của Thanh Sơn là Lương Thu Trang. Thanh Sơn sinh năm 1991 tại Hà Nội. Nam diễn viên từng được vinh danh ở Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng, Đài Truyền hình Việt Nam Awards nhờ màn thể hiện ấn tượng qua từng vai diễn. Những tựa phim tình màn ảnh khả ngân từng tham gia bao gồm Đấu Trí, 11 tháng 5 ngày, Cả một đời ân oán, Tình yêu và tham vọng. Đừng quên theo dõi New 24 giờ sao Việt để cập nhật những thông tin mới nhất.